Cái con rắn này nó bắt ở bên trong nó có cái con gì á, ở trong cái mép gạch này nè. Cái này không biết nó ăn cái con gì. Nó làm ổ nó đẻ này. Tường nó cũng hay nè các bạn, nó bám được cái trên cái bờ tường này nè. Không biết nó bắt cái con gì nè. Hay nó lú đầu ra nè. Cái thấy gì mà nó bám được cũng hay. Nó bắt đầu nó bò đi nè, nó thấy mình rồi đó.
chui đầu nó trốn rồi các bạn.